được yêu chưa? Dạ có chưa chưa? Chưa. Rồi anh nghĩ sao về nét đẹp của Lệ Râu? Người đàn bà có câu quen nó anh nghĩ sao? Đó đây, người đẹp Lệ Râu, bỏ tay ra đi. Dạ, đặc biệt nha, em xin giới thiệu cho quý chị, người đẹp Lệ Râu á không phải là có gâu quay nón không đâu. Tại sao? Mà anh đã lấy Lệ Râu rồi đó, anh sẽ được tặng là một buồng gâu quay nón và tặng thêm là cái giò lông giò nữa nha quý chị. Và đặc biệt người đàn bà lông giò rất là nhiều là Lệ Râu. Anh ơi, không sao đâu, anh lấy Lệ Râu về là anh kèm thêm một bạn nhậu nữa. Hai anh em ngồi nhậu cho vui vẻ. Chứ đặc biệt người đẹp Lệ Râu vừa có lông giò, gâu quay nón và kèm theo cái mùi hoa nắc rất là dễ chịu nha. Rồi cho vợ chứ thôi nha. Chớm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và nó chúc anh nhiều sức khỏe đó nha. Nó vui như vậy thôi quý vị. Thực sự khán giả lên đây tụi em muốn tạo ra những cái niềm vui để phục vụ cho khán giả. Vì khán giả là ân nhân của Lưu Tư Hương Nam. Khán giả luôn luôn đồng hành với lại Lưu Tư Hương Nam. Cho nên tụi em phải có trách nhiệm gì đó để phục vụ cho cô chú anh chị. Vâng ạ, và bây giờ dòng lời này là dòng lời 30.000 đồng. Và bây giờ phụ mời tất cả các cô chú quý vị tham gia tham dự với dòng lời này. Và phụ xin mời một người dành lên đây để hỗ trợ chị em phụ quay số. Không gì đâu, có gì, có gì đây. Vì một mong lắm có trái tiêu vùng. Nhưng chưa tương vô đường này thì một dùng là bước vào những quyết nghĩa mà quả ca. 43, 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 43. Chứ gì đây, thế gì đây, hay gì đây. Có mô thầy trò lên núi thường kinh. Cái cuộc trình tận nhà chưa mắc nhớ. Cái tài vời mới là lão cha tăng. Cái mặt hay nhớ là từ tháng tả. Cái tắm liền mạng là tôn ngộ bao. Cái mặt có lâu thì cao phun thái tử. Cái mặt hung dữ. Cái mặt hung dữ là mặt khác ngay. Đúng rồi, cái mặt em. Cái mặt em buồn tát gì mà gì hiểu không? Cái mặt hung dữ. Cái mặt hung dữ là hồng hài nhi. Người gặp gái ly hoa ăn buồn tát. Người gặp gái gặp Phật tổ trên ai. Quá phép bằng ta nhớ ăn. Thị đồ cũng ra đây 21, 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 21. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
show này. Kiếm gì nữa? Kiếm gì? Kiếm rồi. Kiếm gì? Kiếm trong quá. Rồi kính thưa quý vị, chào lời sau của nguyên nhân vụ là 30.000 đồng để phổ biến phong trình chú quý vị qua năm tham gia. Ai đột giải con số 31 mời cô chú anh chị bước lên sân khấu để cho chúng em có trách nhiệm giật số lại. Rồi mời rồi mời em nha. Rồi thì mời em vô đây nha. Rồi à, Thi ơi, qua bận đi Thi. Dạ. Vâng ạ. Và bây giờ vào phụng mời và ai đột giải thì bước lên sân khấu cho chú phụng nha. Em hỗ trợ điều trị nha. Rồi chào gia đình mình. Đây. Cái cặp điện thoại đi em, không có sao đâu. Ừ. Rồi cái chuyện lớn nha. Lớn nha. Rồi đó. Rồi. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số ạ. Dạ, chào lời 443. Chào lời 443, đúng rồi. Dạ, số 12. Số 12 có 1. Số 25 có 1. 25 có 2. 31 có 3. 31 có 3. 43. 43 hợp lề. Em đọc số 31 đầu tiên nha. Để cho chị sẽ khuẩn nha. Thanh ơi, nên em qua đây, em qua đây. 444 hả? 444. Đúng cái hiệu lô cơ hương nha. Dạ, chung là số 12 hả? 31 đầu tiên em. Số 12 hả? 31 là có số kinh em. 31 31 có 1. 43 hả? 43 có 2. 25 hả? 25 có 3. 12 hợp lệ. Dạ, được rồi, 444 hả? 444, đúng cái hiệu lô cơ hương nào? Dạ, 31 hả? 31, có 1. 43 hả? 43, có 2. 12 có 3. 45 hả? 25 hợp lệ. Dạ, được rồi, 443 hả? 443, đúng cái hiệu lô cơ hương nào? 31 hả? 31, có 1. 43 hả? 43, có 2. 12 có 3. 25 hợp lệ. Hai là chín đúng cái hiệu. 31 có 1. 43 có 2. 12 có 3. 25 hợp lệ. Rồi chị tặng cho em con gấu. Cảm ơn em đã hỗ trợ cho Hương Nam nha. Về đi em. Dạ, cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Dạ, bây giờ mình đã có được 5 chủ nhân đọc giải rồi. Thì bây giờ mình chia điều nha ha. Hay là quay lầu cầu nhà số nè. À, chia đều đi. Rồi, mọi người sẽ được một phong bao lì xì trị giá 520.000 đồng. Và quý vị vui lòng mình ủng hộ được thư lưu tư lưu hành cho đồng lợi sau mọi người. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn em. Chị. Cảm ơn ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn với em nhiều nha. Cảm ơn anh và con nhiều nha. Dạ, chúng em sẽ nhắc nhở quý vị như thế này. Khi mà quý vị đã đột giải tại lưu tư Hương Nam, chúng em mong muốn quý vị bước lên sân khấu mình vui lòng mình được khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, vì dịch nó cũng còn căng thẳng lắm quý vị, cho nên riêng bản thân của quý vị cũng phải tự bảo vệ cho mình, bảo vệ cho người nhà, bảo vệ cho cộng đồng, và chính chúng em cũng đứng sân khấu này cũng phải tự bảo vệ cho mình luôn, cho nên mong muốn quý vị nhé thông cảm cho điều bất tiện như quý vị nhé. Vâng ạ. Và bây giờ quý vị phụ mời quý vị nhà tham gia tham dự với dòng lệ 30.000 đồng.